Khi băng giá phủ lên trái đất, một thế giới hoàn toàn khác đã hiện hữu, nơi các sinh vật to lớn và kỳ bí từng bước bước chân lên bề mặt lạnh giá, từ những con voi ma mút khổng lồ đến những con hổ có cặp răng nanh dài đến đáng sợ. Chúng đã thống trị một kỷ nguyên đầy bí ẩn, một kỷ nguyên được gọi là kỷ băng hà. Nhưng điều gì đã thực sự xảy ra với những sinh vật kỳ lạ này? Tại sao chúng lại biến mất? Mình là Lẻn, chào mừng các bạn đã đến với video về các sinh vật thuộc kỷ băng hà và tại sao chúng lại biến mất. Chúng ta đã nghe và xem nhiều về voi ma mút và lười đất Megatherium hay vượn khổng lồ Gigantopithecus. Các sinh vật này có điểm chung là đều có kích thước rất lớn so với các loài họ hàng của chúng ngày nay. Vậy nguyên nhân là gì mà chúng lại to như vậy? Tại sao các động vật kỳ băng hà lại to lớn? Và tại sao chúng lại khổng lồ hơn so với động vật ngày nay? Để trả lời cho câu hỏi này, hãy cùng tìm hiểu về quy luật Bergman và quy luật Hatcher. Đầu tiên, hãy nhanh chóng nhắc lại về quy tắc Bergman. Quy tắc này nói rằng trong một loài động vật, cá thể sống ở nơi lạnh hơn thường to hơn cá thể sống ở nơi ấm hơn. Đây là kết quả của sự thích nghi với môi trường lạnh, nơi một cơ thể lớn giúp giảm mất nhiệt và lưu trữ nhiều năng lượng hơn. Trong kỷ băng hà, môi trường sống cực kỳ lạnh giá đã đẩy mạnh sự phát triển của những loài động vật to lớn theo đúng quy tắc Bergman. Điều này giúp chúng giữ nhiệt và sống sót trong điều kiện khắc nghiệt. Tiếp theo, hãy tìm hiểu về quy tắc Hatcher hay còn được gọi là quy tắc trái tim lớn. Được nhà động vật học và sinh thái học người Đức Richard Hatcher đưa ra vào năm 1937. Quy tắc này nói rằng loài động vật hoạt động nhanh chóng thường có trái tim lớn hơn so với kích thước cơ thể của chúng để cung cấp nhiều máu hơn cho các cơ bắp hoạt động. Trong kỷ băng hà, động vật cần phải di chuyển nhanh để tìm kiếm thức ăn khan hiếm, tránh kẻ săn mồi và vượt qua môi trường lạnh giá. Do đó, trái tim lớn là một yếu tố thích nghi cần thiết để duy trì sự sống trong môi trường khắc nghiệt. Nhưng một trái tim lớn sẽ không đủ để các sinh vật này vượt qua cái lạnh của khí hậu vào thời điểm đó. Bộ lông dày. Trong thời kỳ băng hà, sự thay đổi về khí hậu đã đưa ra các thách thức đặc biệt đối với cuộc sống. Môi trường lạnh lẽo và khắc nghiệt đã đòi hỏi các động vật phải tìm cách thích nghi để sống sót. Một trong các cơ chế thích nghi nổi bật nhất là sự phát triển của lông dày. Lông dày không chỉ giữ cho động vật ấm áp bằng cách tạo ra một lớp cách nhiệt mà còn bảo vệ chúng khỏi gió lạnh. Ví dụ, voi ma mút với lớp lông dày của mình đã có thể chống chọi với thời tiết lạnh giá, giữ cho nhiệt độ cơ thể ổn định. Điều này giúp chúng tiết kiệm năng lượng và duy trì sức sống trong điều kiện khó khăn. Lông cũng giúp các động vật ngụy trang trong môi trường đầy tuyết và băng. Màu sắc và hoa văn của lông như ở sói Bắc Cực giúp chúng hòa mình vào môi trường, làm cho việc săn mồi hoặc tránh kẻ săn mình trở nên dễ dàng hơn. Thậm chí, lông còn hỗ trợ việc truy cập thức ăn. Voi ma mút sử dụng lông dài ở vùng mặt và hàm để cào và đào tuyết, tìm kiếm thức ăn ẩn dưới tuyết. Không chỉ đóng vai trò là lớp cách nhiệt và bảo vệ cơ thể, lông còn thể hiện cảm xúc và tín hiệu giao tiếp. Các động vật như gấu hoặc sói có thể dùng lông để thể hiện sự đe dọa hay các tín hiệu giao tiếp khác. Nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng. Kỷ băng hà, có thể bạn nghĩ về môi trường lạnh lẽo và khắc nghiệt. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi thứ ở thời kỳ này đều khắc nghiệt và khó sống như chúng ta tưởng tượng. Thực vật thời kỳ băng hà dù phải chịu đựng khí hậu lạnh giá nhưng lại chứa đựng một nguồn dinh dưỡng giàu có. Loại cỏ C3 của thời kỳ này có chứa lượng calo cao và là nguồn cung cấp protein quan trọng giúp duy trì sức mạnh cho các loài động vật to lớn như voi ma mút. Việc loài ăn cỏ phát triển thì cũng có phần cho những loài ăn thịt như hổ răng kiếm. Chất lượng của thức ăn kỳ băng hà không chỉ dựa trên năng lượng mà chúng cung cấp mà còn dựa trên khả năng chống chịu của chúng trước những thách thức môi trường. Kỷ băng hà đã chứng kiến nhiều biến đổi môi trường nhanh chóng và những loài thực vật đã thích nghi một cách xuất sắc, cung cấp nguồn thức ăn đáng tin cậy cho các loài động vật to lớn. Dù thích nghi là vậy, tuy nhiên các sinh vật độc đáo này cũng không thể thoát khỏi số phận của nhiều thế hệ đi trước trong lịch sử hình thành và phát triển của hành tinh xanh. Tuyệt chủng. Hầu hết các loài động vật chết đi vào cuối kỷ băng hà gần đây được gọi là megafauna, hoặc các loài động vật nặng trên 46 kg, các loài động vật nặng hàng tấn như mastodon hoặc mammoth đã biến mất cùng với các loài động vật săn mồi hàng đầu như hổ răng kiếm sabertooth hoặc là sói khổng lồ dryad. Phần lớn các loài động vật kỷ băng hà này đã tồn tại qua ít nhất 12 kỷ băng hà trước và không bị tuyệt chủng. Việc tại sao kỷ băng hà này lại khác biệt đã được các nhà khoa học nghiên cứu câu hỏi.
trong hơn 150 năm, họ đã đưa ra 4 lý thuyết khoa học để giải quyết bí ẩn này. Lý thuyết đầu tiên do tiến sĩ Paul Martin, một nhà địa chất học tại Đại học Arizona ủng hộ, được gọi là lý thuyết Blitzkrieg hay là Overkill, nghĩa là tàn sát quá mức cần thiết. Tiến sĩ Martin cho rằng sự biến mất của các loài megafauna là do một loài săn mồi mới và tàn khốc có khả năng ném các vật thể như giáo và chế tạo vũ khí. Rõ ràng, ông đang nói về con người. Bất cứ khi nào con người đặt chân đến những vùng đất mới, sự tuyệt chủng của các loài động vật lớn diễn ra ngay sau đó. Ở Bắc Mỹ, một nhóm người được gọi là người Clovis đã đến khoảng 12.000 năm trước. Những người tiền sử này được đặt tên theo những mũi giáo lớn mà họ chế tạo, được phát hiện đầu tiên ở New Mexico. Họ đã sử dụng những lưỡi dao lớn này cùng với một công cụ độc đáo được gọi là Alado. Công cụ này giúp họ ném giáo với vận tốc cao và quãng đường xa để đánh bại những con ma mút và các loài megafauna chậm chạp khác. Trong một khoảng thời gian ngắn, những loài động vật này đã bị săn đến tuyệt chủng. Điều này đã tạo ra một hiệu ứng domino khi các loài động vật ăn thịt khác săn chúng cũng gặp khó khăn trong việc sinh tồn. Cuối cùng, một trạng thái cân bằng mới đã được thiết lập trong hệ sinh thái. Số lượng các loài động vật lớn dường như giảm mạnh ở khắp nơi khi con người lần đầu xuất hiện trong hệ sinh thái của chúng. 3.500 năm trước tại Cuba, một loài lười đất khổng lồ nhỏ hơn đã bị tuyệt chủng. 46.000 năm trước, tại Úc, các loài động vật lớn như kangaroo khổng lồ bị tuyệt chủng khi con người đến. Câu chuyện tương tự cũng diễn ra ở châu Âu, Madagascar và New Guinea. Còn về châu Phi, nơi được cho là điểm xuất phát của thủy tổ loài người thì sao? Các loài động vật lớn ở đó dường như vẫn sống sót rất tốt. Điều này có thể được giải thích bằng việc con người và các loài động vật lớn đã tiến hóa và tồn tại cùng nhau trong thời gian dài. Các loài động vật megafauna lớn trên lục địa này đã tránh được mối đe dọa từ những kẻ săn mồi hai chân này. Khi con người băng qua những cầu đất đến với các lục địa và đảo mới, các loài động vật ở đó không cảnh giác và cũng không chuẩn bị kịp. Nhiều động vật lớn như mastodon và mammoth có tốc độ sinh sản chậm, khiến việc duy trì tỷ lệ sinh cao hơn tỷ lệ tử khó khăn, từ đó làm phức tạp thêm vấn đề. Lý thuyết tiếp theo đó là sự thay đổi khí hậu. Việc thay đổi nhiệt độ đã loại bỏ nhiều loài động vật lớn không thể thích nghi đủ nhanh. Khi khí hậu thay đổi vào cuối kỷ băng hà cuối cùng, nhiệt độ ấm hơn đã làm tăng mực nước biển, thu hẹp diện tích sinh sống của các động vật. Việc khí hậu thay đổi nhanh chóng và khiến thảm thực vật cũng thay đổi theo. Sự thay đổi về loại cỏ đã dẫn đến sự suy giảm của các loài. Các loại cỏ này chứa nhiều silic và ít dinh dưỡng hơn rất nhiều. Vì vậy, các loài động vật không nhận được loại thức ăn đủ chất cần thiết. Các lớp băng lớn bao phủ Bắc Mỹ và châu Âu đã giữ cho các mùa đông không bị thay đổi rõ rệt, nhưng khi chúng rút dần, đã tạo ra các mùa đông và mùa hè rõ ràng hơn. Điều này khiến cho các loài động vật phải di chuyển đến các khu vực mới và thích nghi. Các loài thực vật và địa hình mới xuất hiện do sự thay đổi mạnh mẽ giữa mùa hè và mùa đông đã tạo ra một cân bằng mới trong hệ sinh thái. Nếu loài nào không thể thích nghi, loài đó sẽ bị biến mất. Lý thuyết tiếp theo là sự lan truyền của một căn bệnh lây lan nhanh chóng trong số các động vật megafauna. Có lẽ, những con người đầu tiên đã di chuyển vào các vùng đất mới và mang theo một loại bệnh. Điều này đã xảy ra nhiều lần trước đó, khi một căn bệnh truyền từ một loài sang loài khác. Các trường hợp cúm lợn và cúm gia cầm là các ví dụ hiện đại cho hiệu ứng này. Tuy nhiên, không có nhiều bằng chứng trực tiếp để hỗ trợ cho các tuyên bố của một số nhà khoa học ít ỏi đang nghiên cứu lý thuyết này. Lý thuyết cuối cùng được công bố vào mùa thu năm 2019. Cụ thể là một vị khách từ vũ trụ đã tiêu diệt các loài động vật lớn trên thế giới. Các nhà nghiên cứu vừa công bố bằng chứng cho thấy các thiên thạch đã va chạm gần Elgin, Nam Carolina và Greenland khoảng 13.000 năm trước. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Nam Carolina đã phát hiện lượng iridium và platinum cao hơn bình thường, những thứ chỉ có thể xuất hiện từ một va chạm như vậy. Và đó là câu chuyện về động vật sinh sống vào kỷ băng hà. Tuy nhiên, chúng lại không may mắn như các hậu duệ hay là những sinh vật sống cùng thời khác đã vượt lên, thích nghi với những điều kiện sống mới và trở thành những sinh vật sống mà chúng ta biết ngày nay.